tiểu bang Texas, việc cấp bằng lái xe do DPS là Bộ An toàn Công cộng Texas quản lý. Kỳ thi kiểm tra lấy bằng lái xe tại Texas có 3 phần. Phần thứ nhất là bài kiểm tra thị lực, phần thứ hai là bài kiểm tra lý thuyết lái xe và phần thứ ba là bài kiểm tra thực hành lái xe. Nếu các bạn thi ở DPS thì bài thi toàn bộ bằng tiếng Anh, không có sự lựa chọn cho tiếng Việt. Tuy nhiên, một số trường dạy lái xe được ủy quyền tại Texas có thi bằng lái bằng tiếng Việt. Câu số 1. Trên đường có từ 3 làn xe trở lên, xe đi vào làn đường từ bên phải. A. Luôn luôn có quyền ưu tiên. B. Phải nhường quyền ưu tiên cho xe đi cùng làn đường từ bên trái. C. Xe đi cùng làn đường từ bên trái được phép đi bên phải. D. Không cần sử dụng đèn xi nhan của xe. Đáp án đúng là B. Phải nhường quyền ưu tiên cho xe đi cùng làn đường từ bên trái. Câu số 2. Khi dừng sau xe mô tô, người điều khiển phương tiện phải cách người lái xe mô tô một khoảng cách ít nhất A. Một chiều dài toàn bộ chiếc xe, B. Ba chiều dài toàn bộ chiếc xe, C. 2 feet, D. 4 feet. Đáp án đúng là A. Một chiều dài toàn bộ chiếc xe. Câu số 3. Biển báo này có nghĩa là A. Có đường vòng phía trước, B. Người cầm cờ, bạn phải dừng lại, C. Con đường phía trước không cho xe cộ qua lại, D. Đường cao tốc phía trước đang được bảo trì. Đáp án đúng là D. Đường cao tốc phía trước đang được bảo trì. Câu số 4. Khi lái xe trong điều kiện thời tiết xấu, người lái xe nên A. Tăng tốc độ để đến đích cuối cùng nhanh hơn, B. Giảm khoảng cách sau của xe, C. Tăng khoảng cách sau của xe, D. Không có điều nào ở trên. Đáp án đúng là C. Tăng khoảng cách sau của xe. Câu số 5. Giới hạn tốc độ là A. Tốc độ tối đa hoặc tốc độ tối thiểu cho phép mà bạn có thể đi trên đường trong điều kiện nguy hiểm. B. Tốc độ tối đa hoặc tốc độ tối thiểu cho phép mà bạn có thể đi trên đường trong điều kiện lý tưởng. C. Vận tốc gợi ý để đi trên đường trong điều kiện lý tưởng. D. Không có điều nào ở trên. Đáp án đúng là B. Tốc độ tối đa hoặc tốc độ tối thiểu cho phép mà bạn có thể đi trên đường trong điều kiện lý tưởng. Câu số 6. Vạch đường màu trắng ở giữa hai làn xe cho biết A. Làn đường đi ngược chiều và người điều khiển phương tiện không được phép vượt. B. Làn đường đi ngược chiều và người điều khiển phương tiện được phép vượt khi thấy an toàn. C. Làn đường đi cùng chiều và người điều khiển phương tiện không được phép vượt. D. Các làn đường đi cùng chiều và người điều khiển phương tiện được phép vượt khi thấy an toàn. Đáp án đúng là C. Làn đường đi cùng chiều và người điều khiển phương tiện không được phép vượt. Câu số 7. Để có một khoảng trống giữa xe của bạn và môi trường xung quanh là rất quan trọng vì nó A. Ngăn chặn sự phân tâm từ các phương tiện khác, B. Cho phép bạn có thời gian để phản ứng với các tình huống bất ngờ, C. Giữ cho giao thông lưu thông với tốc độ an toàn, D. Giữ cho những người lái xe khác cảnh giác. Đáp án đúng là B. Cho phép bạn có thời gian để phản ứng với các tình huống bất ngờ. Câu số 8. Xe máy trên đường. A. Là những phương tiện có quyền lợi và trách nhiệm như những phương tiện cơ giới lớn hơn. B. Không tuân theo các quy tắc cụ thể của đường bộ. C. Phải luôn nhường quyền ưu tiên cho xe cơ giới lớn hơn. D. Không có gì đáng lo ngại. Đáp án đúng là A. Là những phương tiện có quyền lợi và trách nhiệm như những phương tiện cơ giới lớn hơn.
Câu số 9. Biển báo, hiệu lệnh. A. Được đặt ở mọi vị trí có nguy hiểm. B. Nêu những việc mà người lái xe phải làm hoặc không được làm. C. Có dạng hình thoi và có màu vàng hoặc xanh lục. D. Có thể cảnh báo người lái xe rằng họ đang đến gần khu vực trường học. Đáp án đúng là B. Nêu những việc mà người lái xe phải làm hoặc không được làm. Câu số 10. Khi lái xe trên mặt đường ướt, điều quan trọng cần nhớ là A. Mặt đường đặc biệt trơn trượt ngay sau khi trời bắt đầu mưa. B. Đường ướt có thể gây trượt nước. C. Cần có thêm không gian khi dừng lại. D. Tất cả những điều trên. Đáp án đúng là D. Tất cả những điều trên. Câu số 11. Biển báo có dạng hình thoi màu vàng và màu đen. A. Cảnh báo bạn về các điều kiện trên đường hoặc gần đường. B. Giúp hướng bạn đến các thành phố và thị trấn phía trước. C. Cho bạn biết về luật giao thông và các quy định. D. Cho bạn biết về việc xây dựng con đường phía trước. Đáp án đúng là A. Cảnh báo bạn về các điều kiện trên đường hoặc gần đường. Câu số 12. Biển báo này có nghĩa là A. Làn đường kết thúc. B. Không được rẽ phải. C. Trơn trượt khi ướt. D. Đường hai chiều. Đáp án đúng là A. Làn đường kết thúc. Câu số 13. Nếu đèn báo rẽ của bạn không thành công, bạn nên sử dụng điều gì để cho biết rằng bạn đang rẽ? A. Còi xe của bạn. B. Đèn pha của bạn. C. Tín hiệu tai. D. Đèn chớp khẩn cấp của bạn. Đáp án đúng là C. Tín hiệu tai. Câu số 14. Biển báo này có nghĩa là A. Rẽ ngoặt phía trước, giảm tốc độ. B. Đội làm việc phía trước. C. Đường phụ. D. Sân chơi phía trước. Đáp án đúng là A. Rẽ ngoặt phía trước, giảm tốc độ. Câu số 15. Biển báo này có nghĩa là A. Giảm tốc độ hoặc dừng lại. B. Dừng lại nếu cần. C. Bạn phải dừng lại hoàn toàn. D. Lái xe thận trọng và sẵn sàng dừng lại. Đáp án đúng là C. Bạn phải dừng lại hoàn toàn. Câu số 16. Hành vi vi phạm nào sẽ tự động bị tước giấy phép? A. Lái xe trong khi say rượu. B. Không dừng lại và cung cấp hỗ trợ. C. Lái xe với giấy phép không hợp lệ. D. Tất cả những điều trên. Đáp án đúng là D. Tất cả những điều trên. Câu số 17. Điều nào sau đây về việc lái xe vào mùa đông là không đúng? A. Mùa đông là mùa lái xe khó khăn nhất. B. Kiểm tra mức chất lỏng nước rửa kính chắn gió và chất chống đông của xe là đặc biệt quan trọng trong mùa đông. C. Sử dụng kiểm soát hành trình trong thời tiết mùa đông là điều an toàn nên làm. D. Tốt nhất là sử dụng bánh xe tuyết cho xe của bạn. Đáp án đúng là C. Sử dụng kiểm soát hành trình trong thời tiết mùa đông là điều an toàn nên làm. Câu số 18. Biển báo này có nghĩa là A. Giao lộ chữ T. B. Chuyển làn đường. C. Đường phụ. D. Không chặn giao lộ. Đáp án đúng là A. Giao lộ chữ T.